Phim sắp chiếu rất vui khi chúng ta một lần nữa lại được gặp nhau trong chuyên mục review mỗi tuần. Kỳ này, Predator, quái thú vô hình sẽ là bộ phim được lên sóng. I think you know what is on the ship. The ultimate predators. Light him up! We may die. We're still here. So come and get us, motherfucker. Là đạo diễn của Iron Man 3 lại từng tham gia trong dự án đầu tiên của Predator mùa đầu tiên năm 1987, tuy chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ để Sam Black mang đến một Predator năm 2018 mãn nhãn về hành động, thú vị trong câu từ và nói tiếp mạch truyện còn dang dở về giống loài thợ săn ngoài hành tinh có dung mạo xấu trời thần đất lở này. Xuyên suốt từ phần 1 đến phần 3, có lẽ người trái đất là con mồi yêu thích của cái đám yêu nghiệt này, cứ rảnh là máy ảnh lại thăm viếng lần chơi gì đó. Chuyện phim kỳ này cũng không hề ngoại lệ khi tập trung xoay quanh một Predator sở hữu phần nào mã gen của loài người, nay quay trở lại trái đất, mang theo bí mật khủng khiếp từ hành tinh quê hương. Chưa kịp hiểu chuyện, loài người tiếp tục chứng kiến một Ultimate Predator khác hạ cánh với mục tiêu duy nhất, tiêu diệt con đầu tiên, kẻ phản bội giống loài theo lời của chính nó. Nhưng dù cho đối mặt với Predator nào, như một lẽ tất yếu, mày tới chơi nhà tao thì dĩ nhiên phần thắng sẽ thuộc về gia chủ, tức con người. Cốt truyện kỳ này nó đứng độc lập với những tựa trước, hoặc nếu có dính thì cũng chút ít mà thôi. Cho nên với những ai mà chưa xem những bộ trước thì cứ yên tâm mà ra rạp. Tổng quan mà nói thì Sam Black với phần Predator năm 2018 kỳ này đã gợi mở nên những cái vấn đề khác, coi như chỉ là một cái phần đầu làm nền tảng để tiếp tục mở rộng chuỗi series này về sau. Ra mắt hồi 1987, Predator nhanh chóng tạo tiếng vang trong giới điện ảnh vì tính chất bạo lực cũng như hình thù có phần quái dị của giống loài này. Rất nhanh chóng, phim trở thành một series ăn khách khi tiếp tục có màn ra mắt vào những năm 1990 và 2010. Cùng với hai phần crossover Alien và Predator. Với Predator 2018, nhiều người e ngại phim sẽ mất đi phong cách đẫm máu ban đầu, nhưng có lẽ băn khoăn này chỉ có phần viễn vông. Predator vẫn là Predator. Tuy không dưới hai lần phim nhảy cảnh đột ngột dưới bàn tay cắt tỉa, nhưng các phân đoạn còn lại, nó vẫn giữ nguyên những gì đặc trưng nhất: bạo lực, đẫm máu và nghẹt thở. Bên cạnh yếu tố bạo lực truyền thống, Predator 2018 kỳ này thêm vào đó những mảng miếng hài hước, thứ mà chưa hề có trong những phần trước đây. Điều này có thể là một con dao hai lưỡi, khi một, nó sẽ làm giảm đi tính chất căng thẳng, tạo nên những trường đoạn nghỉ đầy thú vị cho người xem, hoặc nếu lạm dụng quá đà thì phim chẳng khác chi là những comedy giá rẻ. Tuy nhiên, Sam Black có sự dung hòa không thể hoàn hảo hơn cho hai yếu tố này. Tóm lại, Predator với sự trở lại đã thể hiện được trọn vẹn những nội dung của nó cũng như tiếp nối được chất bạo lực vốn có từ những phần trước đây. Tóm lại, trong lần trở lại này, Predator 2018 có nội dung tạm ổn, tiếp nối được chất bạo lực vốn có, tuy rằng khi ra rạp có nhiều cảnh cắt hơi bị vô duyên. Mình cảm giác như đây là phần đầu tiên để Fox sẽ quay trở lại tập trung đánh mạnh hơn nữa vào một thương hiệu đã từng nổi tiếng. Mình trông đợi hơn những phần kế tiếp của Predator do chính Sam Black đạo diễn. Phim cực kỳ phù hợp với những fan Predator đó giờ, hoặc nếu không phải là fan, sọc dưa vào xem cũng được. Đây hoàn toàn là những suy nghĩ chủ quan của phim sắp chiếu. Bạn đã xem phim này chưa? Nếu rồi, cho mình bình luận để phim sắp chiếu biết bạn suy nghĩ gì nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.